phong cái rất tế nhị mà sẽ thường sẽ mất tương tác và sẽ mất đi cái lượt follow của người dùng ấy. Đó là người dùng cảm thấy mình là người hai mặt. Cái page chụp ảnh của em tương tác nó thất thường quá, bọn em đăng đều, mà vấn đề ở đây là tụi em có làm team có nhiều người, sợ không thống nhất được các format nhất định. Đúng, bạn đang hiểu được đúng lý do vì sao mà bạn bị mất tương tác với cả bạn bị mất đề xuất đấy. Đấy là bởi vì là sao? Bởi vì cái ngôn ngữ không được thống nhất, format không thống nhất. Ví dụ là gì? Các bạn hình dung là bình thường là các bạn đang quen Duy Muối là nhây, đúng không? Hình ảnh Duy Muối là nhây, cái văn phong Duy Muối là nhây. Đến hôm nay ví dụ các bạn nhìn thấy nói chuyện với mình, tự nhiên một ông già 36 tuổi, giọng nó rất chi là đạo mạo hả? Các bạn bắt đầu cảm thấy không quen, đúng không? Nếu mình nói chuyện với anh em mà mình không cười, anh em sẽ bảo không hiểu ông này, ông ấy mang cái ông nào đây, tự nhiên mang đảng viên đây, bọn mình đã có định tham gia lớp cảm tình đảng đâu, đúng không anh em? Thì cái này nó sẽ khiến cho cái format của anh em là sẽ bị ảnh hưởng, hình dung các bạn. Và người ta sẽ nhiều khi người ta sẽ cảm thấy là gì, có một cái rất là tế nhị các bạn nhé, có một cái rất tế nhị mà sẽ thường sẽ mất tương tác và sẽ mất đi cái lượt follow của người dùng ấy. Đó là người dùng cảm thấy mình là người hai mặt hoặc ba mặt. Hình dung các bạn, ví dụ lúc đầu mình hình dung với Duy Muối là lầy, thì về sau từ đầu đến cuối mình cứ hình dung với Duy Muối là lầy. Bởi vì sao? Bởi vì cái thời gian mà chúng ta tương tác với nhau hay là quen biết nhau thực ra rất ít, về bản chất anh em người xa lạ mà, đúng không? Trừ khi là gì, tôi với cả Duy Muối chơi thân với nhau thì tôi Duy biết là Duy sẽ có rất là nhiều màu sắc và tôi sẽ chấp nhận là Duy có nhiều màu sắc. Nhưng mà anh em chỉ biết nhau trên mạng thôi, thì anh em chỉ chấp nhận là gì, cái người này chỉ có một cái màu sắc duy nhất. Nếu cái người này mà có hai cái màu sắc, như vậy thì mình sẽ cảm nhận là cái người này là người hai mặt, và như thế là anh em sẽ có tâm lý đề phòng. Hình dung các bạn. Chính vì vậy cho nên là gì, khi mà các bạn làm nội dung thì cái vấn đề là team nhiều người hay ít người không quan trọng. Các bạn thống nhất format, các bạn thống nhất format, một format các bạn thống nhất. Còn tóm lại là sau đấy thì các bạn thích làm gì là, ví dụ nhé, DC chẳng hạn, một khi đã lên nội dung ấy, thì thường rất hay gọi là các bạn là xin chào các đầu gấu. Ví dụ các bạn, mời các đầu gấu vào xem nội dung. Thì có thể là các đầu gấu đã kinh doanh đã lâu mà các đầu gấu đã không biết những điều này. Thì cái giọng đấy ngay từ đầu thì mình thấy rằng là những cái nội dung mà mình viết, những cái nội dung đấy nó ghi là đầu gấu ấy, thì cái lượt tương tác và lượt đề xuất rất là cao. Nhưng mà đột nhiên một ngày mình đăng bài, hôm đấy mình yêu đời, mình lịch sự, mình bảo là xin mời anh em vào xem nội dung này nhé, rất là lịch sự, tự nhiên cái bài này tương tác cũng ít. Chuẩn. Cái này nó là một cái vấn đề của rất là nhiều những các bạn trẻ đang làm KOL. Em nghĩ là em thì sẽ tiếp xúc nhiều với cả các bạn trẻ hơn. Ví dụ nhá, các bạn bình thường là lên Facebook ấy, đăng bài nó rất là lây, nó rất là nhầy và nó rất là hài hước. Tự nhiên đến một ngày các bạn nhận được một bài booking và nhãn hàng người ta yêu cầu là em hãy đăng nguyên một cái thông tin về bán hàng này lên, và các bạn đã copy paste nguyên cái bài đấy vào. Và bạn ấy cứ làm như thế, sau một thời gian ấy, cái Facebook của bạn ấy giảm tương tác cực kỳ mạnh luôn. Bây giờ ngày trước nhá, đăng lên 2-3 nghìn lượt like bình thường. Bây giờ đăng lên thậm chí là không lên nổi được 100 người like. Đúng rồi. Thảm thương luôn.